Hello, em Quang xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Em Quang xe lướt đây. Em Quang hôm nay lại về được một con xe siêu lướt nha quý anh chị. Sản xuất 2022 Kia K5. Con này bản City Line vẫn full nha quý anh chị. Xe mới đi 1 vạn km thôi, sơn zin chầm chầm đây. Em đang trong nhà sách khách mới chạy ra lấy xe ra chạy ra đây quay cho chị luôn. Chưa về xe, chưa về showroom nhé. Chắc khoảng chiều nay xe về tới showroom quý anh chị ạ. Sản xuất 2022 nha quý anh chị, xe đi 14.000 km nè. Con này bản City Line, bản full rất là đẹp nhé. Ở phân khúc D thì tầm giá như em đang bán con này 975 triệu thôi. Mà đời cao nó 2022 đi rất xuống nha quý anh chị, máy 2.5. Nãy em đi thử rồi, cách âm rất là đã quý anh chị, không có nghe một tiếng ồn luôn cả. Đi qua những cái gờ giảm xóc hay là đi qua những ổ gà xấu đồ này kia cũng không có cảm giác rung lắc này kia nhé. Đây, em quay bên trong nội thất cho quý anh chị xem nhé. Chủ xe đi rất là kỹ luôn, hút bụi là trong nội thất ngoại thất không có một tí bụi nào cả. Ở bản full của Kia K5 thì có cả cửa nóc nha quý anh chị. Con này có cả cửa sổ trời toàn cảnh panorama nè. Đây, ghế da nha quý anh chị, hai ghế trước là ghế chính điện nhé. Xe đi 14.900 km này, rất là mới luôn. Nổ máy quý anh chị xem. Xe có làm mát ghế, sấy vô lăng sửa ghế là mát ghế luôn nhé quý anh chị. Đây, cảnh báo quên hệ thống chống trơn trượt của xe này. Cảm giác vào cua rất là đã nhé. Phanh điện tử, sạc không dây. Và xe có rất nhiều chế độ lái nha quý anh chị. Đây, có 5 chế độ lái đây quý anh chị. Comfort, Sport, Eco, Normal, Smart. 6 chế độ lái, em nhầm, sorry, 6 chế độ lái nhé. Loa của xe là loa Bose luôn nhé quý anh chị. Loa Bose thì anh chị biết rồi, nghe rất là hay luôn. Và giống như là Mazda CX-5 đó quý anh chị, CX-5 bản full với lại CX-8 bản full mới có nhé. Cửa thất này, cửa thất ghế da. Ngoài xe trắng ở trong đỏ, cái này không phải là chạy đâu nhé anh chị. Xe bảo là dính nước xóa thôi, dính nước xóa của bé để chơi dính nước xóa thôi. Cái này em về em tẩy ra rửa là hết rồi. Cốp rất là rộng luôn nha quý anh chị. Cốp này mình nhét 5-6 vali cũng được nè, 4 cái vali, 5 vali cũng được nè. Keo chỉ nguyên zin nhé. Bên em bán xe ra được cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước, không gầm hộp số máy móc nguyên zin. Bảo hành quý anh chị 6 tháng 10.000 cây, con này thì bảo hành hãng tới 2025 mới hết, anh chị đi tha hồ thoải mái mà đi nhé. Em tặng anh chị thay nhớt lần đầu, quý anh chị đi 5.000 cây quay lại thay nhớt em lần nữa nhé. Em vẫn hỗ trợ với anh chị banh 70% luôn nhé. Thời hạn vay 7 tới 8 năm. Không không bắt buộc mua bảo hiểm nhân thọ với anh chị. Mà xe có cả camera 360 nè quý anh chị. Hệ thống đèn chiếu sáng full LED nha quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Anh chị nào đang tham khảo dòng này liên hệ số điện thoại 037 765 2627 nhé. Xem xe tại 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Em cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi clip của em và đã ủng hộ em thời gian qua. Xin chào tất cả quý anh chị ạ.